ngày mưa ni chẳng hề một lại. Bố mẹ tưng tê cho bóng phai nâng khâu. Phù dệt phát dệt nó, phù bình bà bình như dệt ban khẩu lại trường chung toàn bỡ mơ. Ai em muốn mi bao trang kinh trang dô. Bố mẹ trông măng, bàn tay mi bỡ mơ khăn. Khót cầu tạm trông khai lu bên lu bỡ em. Coi bánh nhau cần cất cung cử muôn dệt hai dệt ná liền cần ai tỉnh nóng pa nóng dệt xuân phác xuân bó khăm hồi khăm pu hắc cần tao thầu nóng nơ toàn ba mơ chóc lầu trong muôn tang trầm trong phùa mía mơ mi lu mi tàu to cần toàn nà phong mẹ mưa ni bên phùa bên âu nọng nơ hắc âu cằn nơ bên phùa mía rút chua.
tay mưa ni chẳng hề một lại. Bố mẹ tưng tè cho bóng phai nâng khâu. Phù dệt phát dệt nó, phù bình bà bình như dệt ban khẩu lại trường chung toàn bờ mơ. Ai em muốn mi bao trang kiên trang dô. Bố mẹ trông măng bàn tay mi bờ mơ khăn. Khót cầu tạm trông khai lu bên lu bờ em. Côi hát côi búa ô lu em nó. Bên mi ai hâu côi hát côi bánh nhau cần. Cắt cung cử muôn dệt hai dệt ná liền cần. Ai tỉnh nóng pa nóng dệt xuân phát xuống bó. Khám hồi khám bú hắc cần tao thầu đọng nơ. Tòn ba mơ chóc lầu trong muôn tan trăng. Trong phùa mía mơ mi lù mi tàu to cần. Tòn nà bóng mê mưa ni bên phùa bên mía. Bấy âu nọng nơ hắc âu cần nơ. Bên phùa mía sốt trôi. Bay hương phùa em nở chép khó sáng bà năm ta chẳng khôm xứ nguồn coi dù em nở bia nắc nhà xếp lại coi dù ai nở lâu kê ai nhà kín lại bầu mi lù dù nặng ai em mù ma bết cây nhà tành ai tô khóc mò nhà hay nhà ná tức lại bầu mi lù trời cùng lù những liều khay chi bay bên lù hứa xó lù vừa chờ ai em há cơn há cũng khổ lại ai sao chẳng xưa chưa ngờ lù xú vừa bắc khen bắc có em lạc khai trong xứ hờ lù gian bú gian già lù ngài lù như phùa em nở chép khó sáng bản năm ta chẳng khôn xứ nguồn
mai dù em nỡ bia nắc nhà xếp lại, coi dù ai nỡ lâu kè ai nhà kín lại. Bay bên lũ vươn xa lũ vua chờ ai em há cơn há cũng khổ lai ai sao chàng xưa chưa ngờ lũ xú vua bắc khen bắc có em lắc khai trong xứ hờ lũ gian phú gian già lũ ngài lũ như trong sư hờ lu gian phú gian già lu ngài lu như em nhà ông lầy lu bao lầy ngoài nhà lên in mo ai chết năm ta phố mùa lót lại ca khay bay nỡ mùa mía thầu coi mừng lẻ căng muôn trời phú già chết chờ ai chẳng khôm xưa nguồn coi dù em nỡ bia nắc nhà xếp lại coi dù ai nỡ lâu kè ai nhà kín lại bao mi lù dù nặng ai em mu ma bết cái nhà tành ai tô khóc mò
như vậy, sau một thời gian dài mong chờ chờ đợi, thì giờ phút này đây, pin đồng hồ của ban tổ chức tôi đã điểm vào giây phút thần tiên. Giờ hoàng đạo cũng đã tới và lễ vô quy của đội bạn trẻ Thanh Huyền và Anh Minh cũng xin phép chính thức được bắt đầu. Dạ vâng, xin được vui mừng đồng nhiệt chào đón tới toàn thể quý vị khách quý, quý cụ, quý ông, quý bà, hoàng các bác gần xa, bà con lối xóm, bạn bè thân thiết của chú rể và cô dâu đang cùng có mặt tại khán phòng cưới của gia đình họ nhà gái chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép những người làm chương trình chúng tôi, MC Lèo Lo, MC Thanh Viêm, xin được thay lời cho gia đình, thay lời cho cô dâu và chú rể, xin được gửi tới toàn thể quý vị một lời thăm hỏi ân cần, một lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng đồng nhiệt nhất ạ. Mời quý thân thể, quý vị các quý thân mến, phải nói rằng ngày hôm nay thì tiết trời vô cùng tuyệt vời và chúng ta thì đang sống trong một mùa xuân đầy lãng mạn, mùa của muôn loài hoa lá cỏ cây thay áo mới, mùa của trời non lấy lộc, mùa của trăm hoa khoe sắc, mùa của trai tài gái sắc nắm chặt tay nhau để xây dựng tương lai. Và đôi bạn trẻ của chúng ta Thanh Huyền và Anh Minh thì trải qua một quá trình dài tìm hiểu yêu nhau, đến nay tình yêu bạn trẻ thực sự được đến độ chín muồi, và đó cũng là lý do toàn thể quý vị chúng ta cùng nhau có mặt đông đủ nơi đây để được chúc mừng. Và thời khắc này đây, không để quý vị chờ đợi lâu thêm một phút giây nào nữa, xin mời toàn thể hội trường chúng ta hãy long lanh ánh nhìn của mình về với cánh cổng hoa, dành một tràng vỗ tay thật lớn thật nhiệt để cùng chào đón đôi vợ chồng trẻ chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời cô dâu Thanh Huyền, chú rể Anh Minh hãy nở lên nụ cười xinh tươi nhất cùng tiến bước vào hội trường cưới, bước lên sân khấu tình yêu được ra mắt toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời. Tay trong tay họ dìu nhau đi lên trong niềm vui hân hoan tuyệt vời của những người đầu tiên, những bước đi đầu tiên trên con đường đời thật vững trái và tự tin, bởi họ luôn luôn thấu hiểu rằng tình yêu có một số mệnh, có một không ai, có thật trên cõi đời này. Và cho đến ngày hôm nay, hai em đã chính thức làm được điều đó, đã được nắm chặt tay nhau bước đến đây này trước sự chứng kiến đông đủ toàn thể quý vị cũng như các bạn đó bạn. Và người ta thường nói rằng lời chào thì cao hơn mâm cỗ. Và ngay sau đây, xin mời cô dâu chú rể đẹp nhất, dạng người nhất trong buổi chiều nay cúi chào một cái thật sâu, diện kiến toàn thể quý vị. Vâng, xin mời quý một tràng tay thật lớn để chào mừng. Xin được cảm ơn những chào bàn tay thật lớn của toàn thể quý vị cùng nâng niu bước chân cô dâu chú rể đến sân khấu tình yêu ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, dựng vợ và chồng cho con cái là trách nhiệm, là bổn phận, quan niệm hạnh phúc lớn lao của các bậc làm cha làm mẹ. Và ngày vui, ngày hạnh phúc trọng đại của cô dâu và chú rể ngày hôm nay sẽ được thực hiện trọn vẹn và có ý nghĩa hơn. Thì không thể thiếu được các bậc cha mẹ đấng sinh thành dưỡng dục. Chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời bước lên sân khấu. Về phía đại diện gia đình nhà gái, xin mời bố là Lò Văn Binh, mẹ là Lò Thị Toàn, xin cùng nắm chặt tay nhau bước lên sân khấu tình yêu được ra mắt toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Kết tình thông gia với họ nhà gái chúng tôi cho buổi hôm nay. Thanh Vương trân trọng kính mời và bước lên sân khấu. Xin mời ông Lò Văn Xuân và bà Lò Thị Danh là thân sinh phụ mẫu của chú rể Anh Minh. Xin mời hai bác cùng nhau bước lên sân khấu để ra mắt diễn kiến toàn thể diễn hôn. Vâng, xin mời. Một lần nữa xin trân trọng kính mời toàn thể hôn trường chúng ta cùng nhau nổ vang lên những tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón hai bên gia đình thông gia. Vâng, và như vậy đang được hiện diện trên sân khấu tình yêu lúc này đây, đó chính là đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, nhà gái thì hân hoan mừng rể thảo, nhà trai thì hớn hở đón giao hiền, hai bên cha mẹ xung vầy, em đi làm gì em về làm dâu, hai ta sẽ lắp nhịp cầu tương lai. Hôm nay thì xung họp chúc mai, tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Hôm nay tứ hải gia tình tuy rằng bốn biển nhưng chưa một nhà. Và trong những ngày phút trang trọng thật sự có nghĩa này, một lần nữa chúng tôi xin phép được hân hạnh giới thiệu được đại hình của vị đại diện hai bên gia đình. Về phía đại diện gia đình nhà gái, đứng bên cạnh cô dâu xinh đẹp của chúng ta có sự hiện diện của bố là Lò Văn Binh, mẹ là Lò Thị Toàn. Xin phép được mời ông bà bước lên phía trước và bước được cuối chào ra mắt toàn thể của vị. Xin trân trọng kính mời ạ. Một tràng hoa tay thật lớn để được chúc mừng ạ. Và đứng về phía chú rể phong độ đẹp trai của chúng ta đây, Thanh Viên trân trọng giới thiệu, đó là bố Lò Văn Xuân và mẹ là Lò Thị Danh, là thân sinh phụ mẫu của chú rể Anh Minh. Xin phép bước đến phía trước một bước để cúi chào ra mắt diễn hôn. Vâng, xin mời quý một tràng tay thật lớn để chào mừng. Vâng, xin cảm ơn những tràng tay thật đồng nhiệt của toàn thể quý vị rất nhiều. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và giờ phút này đây rất vui mừng, rất vinh hạnh được giới thiệu đến toàn thể quý vị hai gương mặt xinh đẹp nhất, dạng người hạnh phúc nhất năm 2023. Cô dâu Thanh Huyền, chú rể Anh Minh cũng xin phép một lần nữa bước lên để cúi chào thật sâu ra mắt toàn thể của vị. Một tràng tay thật lớn để chúc mừng.
Xin cảm ơn các vị khách quý rất nhiều. Kính thưa quý vị, quý vị có thể nói rằng một chút nắng, một chút gió và một chút hương vị của tình yêu đã cùng theo chân toàn thể quý vị trở về với khán phòng tình yêu của gia đình nhà gái chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và mỗi con người chúng ta sinh ra và lớn lên, ai cũng có khao khát yêu và được yêu. Bởi chính lẽ đó mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta một nửa yêu thương của riêng mình. Tình yêu đó là một phép nhiệm màu, là món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta. Và trải qua những năm tháng tìm hiểu thành kỹ càng của hai bạn trẻ Thanh Huyền và Anh Minh, theo quy luật tất yếu của tự nhiên, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, được sự nhất trí của hai bên gia đình, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, thì ngày hôm nay, ngày 3 tháng 11 năm 2023, tức ngày 20 tháng 9 năm Quý Mão, là một ngày lành tháng tốt, được hai bên gia đình chúng tôi long trọng tổ chức lễ mừng quy trai con trẻ Thanh Huyền và Anh Minh tại bản Củ, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu thân thương của chúng ta. Và trước những giờ phút trang trọng thật sự có ý nghĩa này, có mặt đông đủ của toàn thể quý vị, chúng tôi xin phép được trịnh trọng tuyên bố lễ mừng quy của đôi bạn trẻ Thanh Huyền, Anh Minh. Tròn là đây đúng không ạ? Và trước sự chứng kiến đông đủ toàn thể quý vị quan khách khách quý, chắc chắn rằng là bác đại diện cũng sẽ có đôi lời phát biểu để cảm ơn cảm tạ sâu sắc tới toàn thể quý vị đã bớt chút thời gian và ngọc quý báu của mình đến chúc mừng cho hai con người trẻ, hai con người yêu quý của mình trong buổi trưa ngày hôm nay được không ạ? Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, gia đình nhà gái của chúng tôi thì cảm xúc thì có rất là nhiều, nhưng cũng khó có thể nói đến hết được bằng lời. Thực sự đề nghị của gia đình thì ngay sau đây tôi cũng xin phép được thay lời cho hai bên gia đình, thay lời cho cô dâu và chú rể xin có đôi lời phát biểu cảm ơn tới toàn thể quý vị bằng một vài câu bằng tiếng Thái nha quý vị nha. Con là người Thái cũng xin phép được phát biểu bằng tiếng Thái ạ. Xin là sao phép vào số mải sum em số phần mềm bị đồng chung phủ lại quân thôi nghiên một đơn trưởng gần đến số mải sum em nó số phần phủ bón xa hóa qua xình ngỏ mi mi được biển phủ chai cả phủ biển cởi hóa mà nì bó lại tả em nay hóa qua cỏ xình ngỏ mi mi được biển phủ nhinh cả phủ biển bởi hóa mà nì xong lúc qua cỏ trắng nhớ lòng phục lại à nhớ lòng là già nay đua bà mà lòng nạ gửi ý lại hơn nhớ lòng trước em sửa lại hỏng cơ ba bớ các họ chân đi có họ xếp phép tuổi phỉ phạ mà nhớ chẳng sao trái tiền biển sào trắng sao biển báo trắng sáo qua lại bản tản châu ấn lại mương hai bà hết sừng kiểu quốc lở khổ mốc xong lúc qua trắng buồn bảy phẩy bò trắng này mà mèn kén quan cần trái này biển chủ phá sửa lưng văn trái này biển chủ phá cần lưng lửa này có tản biển chủ đồ là hóc quét biển đồi khai này quan chủ đồ là hóc trắng cơn sú ảo này quan báo cam sào trắng cơn sú em hài qua mè và cái này ghét một sòng chờ xong lúc qua trắng cần phải sú chính khuyên cuồng phòng so ở chìa đăng ký kết hôn ủy ban dân mương chẳng chẳng giấu món lành công nhận hợp biển pha uốn phành biển miếp bách uốn chào hàn thảo cơ ba mới khai bọn chân đi mười nì sòng phái phú gia tả nay ở chẳng hà lại mười nì bếp chăn mười sàn bếp chép phía chân vườn mà tổ chức bằng ghế bà lang ở sòng đùm mười nì xin chân cảm ơn họ đại là em của mẹ bị đồng chân phủ lại côn hâu phật cờ hạc cờ phanh nhanh thầy đâm nửa xử lý mất tiền tổng họ buồn mất cho phúc cho một đồ tẩu lộ đàn hâu họ chân đi xuất khỏi gò sòng đùm máu là ngày tà của mẹ chân phủ lại côn có quan là hưởng xưa tàng nào ở sòng chân lăng tàng nào phải mới nói mười nì sò biết quan sòng chúc sức khỏe hà đại là em phật cờ quan cần hảo cần hàn xiềng sờ thảo kế mặt dân vậy xe máy nhát chuông xài luồng nhát phòng phụ bê ca để tướng mặt phòng phụ tướng đồng chú nam ít bà tổ màu phụ phụ mất phụ có hàm mất nuối to phần bụng phụ phụng hở mất nuối to cầm phần phụ mất hầu hở mất nuối có hàm phụ mất hàm phật khi cà phượng nó bò mè nó phụ in sổ số và mất chúng vé xong tỷ nó sẽ mải sẽ thế nào hàn mé này nó má cà phê má che nói ô ô cái mù nàng hoàng đức VTC nữa. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn những chào và tất cả lớn của quý vị chúc mừng gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và cùng trở lại với câu chuyện tình yêu của bạn trẻ thì phải nói rằng tình yêu của hai em thật là đẹp. Họ đã trải qua biết bao nhiêu năm đợi tháng chờ, niềm vui hạnh phúc bây giờ đã đây. Anh em nội ngoại đông tây cùng bao bè bạn về đây để chúc mừng. Đã yêu nhau thì kể cả nhà lá nhà tre, không phân biệt quần lính áo thê sang giàu, yêu nhau nghiêng nón đổi đầu sẽ được hạnh phúc bên nhau suốt đời đúng không ạ? Giờ phút này đây xin mời toàn thể hội trường chúng ta hãy cùng hãy nhìn của mình về với sân khấu tình yêu để chúng ta cùng được chứng kiến những giây phút trao gửi yêu thương, những cung bậc tình yêu hai bạn trẻ sẽ cùng trao cho nhau. Với kính thưa toàn thể trong quý vị trong ngày hạnh phúc của cô dâu và chú rể ngày hôm nay thì các bậc làm cha làm mẹ, những anh người chị, người cô, người chú, người bác cũng sẽ có những phần quà giá trị ý nghĩa nhất dành tặng trai con trong buổi trưa ngày hôm nay. Và như vậy một những phần quà giá trị ý nghĩa của gia đình họ nhà gái thì cũng đã tranh thủ gửi trao cho cô dâu và chú rể tại tư gia tòa nhà lớn của gia đình rồi. Và tiếp theo sau đây chúng ta sẽ là trân trọng kính mời món quà giá trị ý nghĩa đến từ những người thân sinh ra chú rể yêu quý của chúng ta. Xin trân trọng kính mời mẹ sẽ cùng bước lên để gửi ra món quà giá trị của mình cho người con trâu yêu quý của mình trong ngày vui ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời mẹ ạ. Dạ vâng,
ơn. Và tiếp theo sau đây, chúng tôi sẽ là trân trọng kính mời những món quà đặc biệt bằng một bông hoa tươi thắm rất là giá trị ý nghĩa đến từ món quà đầu tiên. Xin trân trọng kính mời bông hoa tươi thắm, bó hoa tươi thắm của gia đình bác Thanh Vi. Xin trân trọng kính mời. Món quà thứ hai, xin trân trọng kính mời gia đình bác Nghiêm Sơn. Hãy
dâu và chú rể sẽ có một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương hạnh phúc, trăm năm tình viên mãn bằng đầu nghĩa phu thê. Lễ ra mắt của hai em xin phép được khép lại tại đây. Giờ phút này xin là trân trọng kính mời cô dâu và chú rể cùng hai bên gia đình sẽ cùng về với vòng tay yêu thương của toàn thể quý vị. Hãy tiến chân đến từng bàn tiệc rượu, được cảm ơn và chân thành toàn thể quý vị cùng trở về đây. Chẳng hiện
không lá lại giống tới đây mà hoang hồ bắn sàn tài khí. Già bé ngơi chẳng như khải bé đùa lại thửa má mùng cờ đê cũng không khá nỉ ảnh đính ma nhó cầu. Chàng như hậu trong nấu tên đổi, chàng như đổi châu hủ tóm cắm lệnh gần ta đòi mà. Thôi lò ra tanh những ơi.
bạc chứ so rào hà lũi con nên ơ bà phụ cũng ấy chứ so rào hà bà chứ so rào bà sẽ chỉ hồng càng đo bìa bà ngẫn phú chứ so rào bà sẽ chỉ nếp bà hì chè khí ấn phùa chớ nâng bà giang giá gấp bình đò dân quà bà lón xòm củ thôi đàn ơ bà 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 rồi lá gù chứ cái bó son bền để nỡ bó đi là chứ lại bó lá tới đây phủ mưa những ơi bó sắp là mắn chỉ bó bền để ô bơ đi là chẳng ba phùng mùa những tê chứ nhùng bàn hương phùng nhẹ tê đây phùng ta có lo sốt vấn nhảy này có chứ men bà là đi lo ra bánh những ơi bao nhiêu bao đây bao năng kinh hành cần nè bao bánh nè na chẳng đủ tánh là cầu cần nè chớ số cầu là bữa bữa là chớ nghe chữ sống cô đi đồ ra bánh nè sang đồ bó nó sùng nhá tan nên ơ bó cấp cổng đồ nhá tan nên ơ đu tan tằn qua bàn chiếc bữa đây ăn đi chắc mà đồ quá tình đu đúng cái họ đó nhớ sùng mà thôi tê ná tình đu là có đó nhớ biên sao thôi tê ná có mẹ quần những đi lồ ra bánh ơ mắt chẳng chứ biển phủ tèo bó hù lo mắt chẳng chứ biển con kén tà muốn mua mắt có hù chắc rằng mới sáng phi non sang lò chẳng coi là biển tồn coi tà này nữa coi biển hạ coi chân coi biển hắn mướn phi hắn thầu ăn đã là bù tức có bó son biển thôi nó ra mừng những ơi